Vâng, Tùng Nguyên hôm nay xin chào tất cả các bác trên mọi miền Tổ quốc. Hôm nay em có một số mẫu sản phẩm để review cho anh em chọn và tham khảo các bác nhé. Đầu tiên là một bộ tép kèn hộp chế rời ngoài với cấu hình siêu đẹp. Giờ xếp bích dày LD253. Một đôi bát 40JBL từ 190/76. Một đôi bát 40 từ 190/76 giờ xếp hàng chính hãng công ty. Đó là công ty của The Well. Và một đôi bát 50 súp giờ xếp, anh em có thể mua lẻ một cái. Một chiếc bát 30 súp loại này để thay vào các cái dòng súp điện. Đấy, bị hỏng, bị cháy, bị chết thì mình có thể thay cái này. Từ 140 côn 51 này. Một bộ combo 30 Nexo bạch mã tép trắng, bát trắng từ 190 côn 76. Sau đây thì em Tùng Nguyên Audio sẽ giới thiệu cho anh em chơi bộ check kèn chế rời này nhá. Đây là bộ check kèn chế rời. Thì check kèn chế rời này là một cái hộp gỗ bên ngoài và có cái giả vân gỗ như thế này. Đấy. Mặt sau của nó sẽ có một cái hậu như này, tròn tròn như này để mình kẹp về dây vào các bác nhá, mà kẹp dây vào. Kẹp ở đằng sau đít loa chỉ cần 1 mét dây thôi. Và đây là một bộ phân tần để dành riêng cho loa check. Phân tần dành riêng cho nó check này mình sẽ hàn ở trong bên trong của cái bộ này. Các bác có thể là mua lẻ hộp check, mua lẻ phân tần dành cho nó check, mua lẻ tép. Đấy. Còn hôm nay em sẽ dựng cho một bác khách này một bộ check chế rời ở ngoài. Nhưng mà em phải để ra để cho anh em biết được là trong cái bộ tép này nó có những cái gì để mình chế rời ở ngoài. Đây là đôi tép bích dày và từ dày. Các bác nhìn thấy chưa ạ? Bích rất dày và từ rất dày luôn. Con này hàng xịn. Con này check của nó giờ xếp LD253. Với cái cấu hình này ở trên thị trường thì có thể người ta bán những cái loại bích mỏng thì rất là nhiều. Đấy, nhưng mà em vẫn duy trì nhập cái loại hàng cao cấp để cho anh em cùng chơi cho tiếng nó hay. Cốc của nó là cốc nhôm nha. Và hàng tép bích dày. Tiếng con này cũng rất hay và khỏe. Một cái bộ check này mà khi Tùng Nguyễn dựng lên thành phẩm cả đi qua phân tần này, nếu anh em mà dựng qua tụ trở thì sẽ rẻ hơn. Còn đâu đây là một bộ bao ship dựng thành phẩm chọn gói về chỉ việc nhận hàng và thanh toán thôi là 1.450.000 bộ check kèn chế rời và có cả hộp như thế này. Đấy các bác nhé, ý đó anh em có thể mua lẻ phân tần hay tép hay là tất cả các loại rời. Còn đây là bộ combo bạch mã này, bộ combo của Lexo bát từ 190/76 đít trắng, đít có 6 cái lỗ để tỏa khí tỏa nhiệt, xương trắng, bích trắng, xương trắng, gươn vải tẩm dầu hai gươn. Con này em dựng loa cho khách thì tiếng của nó rất là hay, bát đánh tốt, ca sáng từ 190/76 rất là đẹp, gấu chưa các bác nhìn rất gấu luôn. Phân tần cũng mạch màu trắng 004 chạy 123 trở nhôm của PL. Phân tần này có model là 004, tép màu trắng từ 120/04, cốc của nó là cốc nhôm đấy 450 Nexo. Vì hôm nay combo này em sẽ làm đồng bộ Nexo cho khách hàng. Và combo này của nó là có giá là 3.350.000 combo này. Đấy, tất cả chọn gói bát tép phân tần, anh em về chỉ việc về lắp vào trong thùng loa thôi. Và tiếp đến thì khi anh em mà không thích con 004 kia, anh em có thể chơi bộ 007 này. 007 đường in là đường vào chạy 1, 2, 3 trở bằng nhôm. Con này nó sẽ có cái giải như này, giải hi 3db là giải nắp tép kèn 450, giải hi mình có thể nắp tép kèn 750. Lại con này nó lại sản xuất là như thế cơ. Còn đâu đường nâu là đường bát, nó không phải là nắp hai đường tép đâu, mà con vài phân khúc này có thể là với những phân khúc mà anh em có thể có hai sự lựa chọn để anh em nắp. Đấy. Ví dụ các bác nắp bát 40 mà nắp tép 450 thì các bác lấy phân tần này. Sau này mình lắp tới 750 mình mới có đường hi để mình chạy. Bộ này đánh rất là hay luôn. Và tiếp đến là một chiếc bát súp của dòng súp điện. Đây là có một cái vòng nhựa bên ngoài. Vòng nhựa này để làm gì? Thứ nhất là để trang trí, và thứ hai nó sẽ để cho cái gân này nó sẽ không bị bẹp xuống như này. Cái gân mút sẽ không bị bẹp, lấy bỏ này ra thì vận chuyển sẽ bị bẹp cái gân như này luôn, hỏng luôn cái bát. Đấy. Và cái này cũng là hình thức trang trí khi để ở trong thùng. Con này là gân cao su và màng xếp ly từ 140 và côn của nó là 51 anh em nhé.
từ 140 và côn 51. Đấy, con này này. Đấy. Con này thì thuộc vào phân khúc bình dân thôi. Các bác bị hỏng bị cháy thì mình có thể là thay thế sửa chữa bằng cái chiếc bát súp này. Đấy, bát súp màu trắng mà carbon này. Còn tiếp đến thì anh em có thể chơi dòng RCF. Dòng RCF này là màng xếp đi nữa sóng gân vải tẩm dầu 3 gân và màng được sơn dầu bóng nhé. Bóng này để chống nước. Từ 220 cô 100. Dòng này em có bán lẻ cho khách hàng một cái để làm súp nhé. Dòng này chơi gia đình, chơi loa kéo và sự kiện. Đấy. Từ 220 cô 100 đít nhọn viền xanh. Đấy, hàng nhập nhòi Trung Quốc và giá của nó thì tốt. Giá của nó 3,5 triệu một cặp bát này được bao ship nhé. Bát 50. Còn đầu tiên đến hai cặp bát của 40. Đây là cặp bát 40 JBL từ 190 con 76 bích dày. Bích quá dày luôn và màng ở đằng sau sần. Hàng rất là đẹp anh em nhé. Anh em mua được cặp này rất là đẹp. Đây là cặp bát 40 JBL, còn đây là cặp bát 40 The Well. Cặp này xương của nó giờ xếp. Hàng này là bát 40 giờ xếp hàng chính hãng công ty The Well. Và đít của nó đít lồi và có 6 cái lỗ. Con này gân vải tẩm dầu 2 gân và màng sơn dầu. Đấy, dầu của nó bọc dây điện. Con bát 40 giờ xếp hàng chính hãng của công ty này giá 2,3 triệu. Anh em chơi cặp này tính ca rất là tốt. Còn thích phân khúc cao hơn có thể lấy cặp JBL này với giá 2,7 triệu. Hôm nay Tùng Nguyễn xin chào tạm biệt tất cả các bác còn nhu cầu quan tâm đến một số mẫu sản phẩm ở đây thì anh liên hệ trực tiếp vào cửa hàng Tùng Nguyễn Audio để đặt hàng các bác nhé.